Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Chiều ngày 10 tháng 7, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện công an tỉnh đã cung cấp một số thông tin liên quan tới vụ tai nạn giao thông trên đại lộ Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột làm hai người chết, trong đó có con trai giám đốc sở xây dựng mới 16 tuổi điều khiển mô tô phần khối lớn. Theo Đại tá Nguyễn Văn Quy, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện vụ tai nạn giao thông này đang trong giai đoạn điều tra. Theo Đại tá Quy, vụ tai nạn đau lòng đã cướp đi sinh mạng của một thai phụ và một thiếu niên. Đây cũng là vụ việc nghiêm trọng nên ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo yêu cầu Công an thành phố Buôn Ma Thuột khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân. Ông Quy cho biết thêm, thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn liên quan trong vụ tai nạn tên là PNC, 16 tuổi, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Xe là con trai một giám đốc sở tỉnh Đắk Lắk. Chiếc xe do xe điều khiển thuộc sở hữu của bố mình. Khi được hỏi cơ quan công an có khởi tố vụ án để điều tra hay không, Đại tá Quy hẹn sẽ trả lời vào một dịp khác. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 7, trên đại lộ Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong. Phạm Nguyên C, 16 tuổi, ngụ ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển xe mô tô phân khối lớn trên đại lộ Đông Tây. Đang di chuyển trên đường, xe của C va chạm với xe máy do chị NTH, 25 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm thai phụ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, thiếu niên tử vong khi đang cấp cứu. Thiếu niên trong vụ tai nạn là con trai của giám đốc sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk. Theo phóng viên tìm hiểu, hiện tuyến đại lộ Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu nhưng vẫn cho xe cộ lưu thông qua lại. Sau vụ tai nạn vừa qua, thành phố đã yêu cầu các đơn vị giao chắn, cấm xe cộ lưu thông vào đại lộ Đông Tây cho đến khi hoàn thiện.